Đến hẹn lại nên chạy trò Khánh Hưng xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Hôm nay em lên sóng cho anh chị em một đàn cún mang phản Mexico. Bầy cún này của bên em thì mới vào vaccine mũi 3. Ổn định, ok. Thì là bắt đầu em lại cho lên sóng tiếp. Đã tẩy giun định kỳ nhá. Anh chị em nào có nhu cầu chơi dòng chó Malinois bép bỉ này thì qua trại em xem và giao lưu. Bởi lời thì bao khung gọng to cao cho anh chị em luôn. Ở bầy trên thì là sẽ có hai đực hai cái. Bạn đen nhất là bạn ấy sở hữu bộ áo đu rôn đậm tịt là bạn đực. Và tiếp theo một bạn đực nữa đây, bạn đực tiếp theo đây đang đi cùng nhau. Bạn đực sáng nhất thì là cũng mang phạt mang mang con đực nhé. Còn lại hai bạn kia là bạn cái. Đầu thủ thì chân tay thì khá to. Bài này thì bây giờ như bài này thì bạn cái lại to nhất. Bài này thì bao cho anh chị em là 9 đến 10 kg chuẩn đét. Bài này thì bộ lông thì rất sát. Khung gọng thì bạn nào bạn ấy dài cao như cái thuyền. Nhiều khi anh chị em hỏi là Mali đặt mức cân là bao nhiêu kg thì em xin được trả lời là quan trọng nhất là khung gọng nhé. Đối với dòng Mali này, khung gọng cao dài chó, để mà nói một con Mali mà nặng 30 kg thì chắc chắn là sẽ to hơn những loài chó khác 35 đến 40 kg. Vì Mali này người nó cao, nó dài, nó mỏng người cho nên là nhìn rất to nhưng mà lại rất nhẹ. Đấy, tu bạn đực đây nhá, đầu thủ quá kinh khủng luôn. Đấy, nằm đấy. Nói chung là bầy này thì khung gọng to cao, bạn nào bạn ý thì đầu mặt đều sắc chó. Bầy này thì bố mang phả Mexico, nhập mê Dobber, mẹ mang phả VKA Mexico, con gái của Bùn Cơ. Đấy. Có ba bạn thì là giống y đúc bên mẹ đằng ngoại. Ngoại con Bùn Cơ nó già rồi, khả năng giờ cỗi chục năm, hơn chục năm mà hết tuổi sinh sản rồi. Đối cho cái ở Việt Nam mình thì tỷ lệ cái Mexico nhập thì chắc chắn là sẽ không còn. Còn những phà Pháp kia thì còn lác đác ít. Vì Mexico ngày trước chó nó đắt, anh chị em còn nhập về nhiều, chứ đến bây giờ chó nó cỗi nó rẻ rồi thì anh chị em người ta chả nhập về, chỉ còn lại đực thôi. Đực thì để mà nói bây giờ hàng nhập thì cũng không không phải là nhiều. Đây là bạn đu rôn đậm này nhá, đu rôn đậm ánh đỏ. Đấy. Bạn ấy thì rất cao rất dài nhưng mà người lại sẽ mỏng hơn. Đấy, với bạn đực này mình đờm hơn này, đầu thủ quá kinh khủng luôn. Đấy. Tai tai bạn nào bạn ấy thì nên căng đét rồi, kè tít rồi. Kia bạn cái kia cao như ngựa kìa. Đấy. Đây là con chó. Đối với cái dòng mê này mà nuôi béo quá thì chậm lên tai lắm anh chị em ạ. Bản thân cái bản tai nó rất to là như nhìn bạn đực trước mặt đây. Đấy, nhìn bạn nào bạn ấy nhìn khung gọng rất cao dài. Cho nên là cái mức cân là nó một chuyện. Và quan trọng nhất lại lại khung gọng là với là nó nên yếu tố vấn đề chính. Vì con chó như cái dòng Rottweiler nó dòng Rottweiler thì nó người nó dày nó thấp chó cho nên là nó sẽ nhìn nó dày người, đương nhiên là mức cân nó 50 cân cũng có, nhưng mà 50 cân đứng với cùng với con bỉ này thì con bé hơn bỉ. Anh chị em xem nhìn đầu thủ chân tay bạn này sau thì nông này nó sẽ nổi đen lên nhiều hơn nhá anh chị em nhá. Đấy. Đây là một bạn đực. Nhìn bạn nào bạn ấy dài như cái thuyền. Đây cái quay này của bên em là 80 đấy. Đấy. Anh chị em nhìn này này, con chó nó vươn cái nó đến luôn này. Đấy. Quay này 80, còn đây là bạn đu rôn đậm. Đu rôn đậm mà sẽ đen 90% nhá. Còn những cái bạn này là sẽ đu rôn nhạt. Đấy. Nhìn bạn nào bạn ấy chân tay thì khá to. Đối với dòng bỉ này nó chó đàn chó trại này thì nó hay xảy ra trường hợp là đau mắt chảy nước mắt. Cho nên là những cái vầng là cái nông ở gần mắt của các bạn ấy là sẽ bị chọc đi. Tuy nhiên về ít hôm thì nó lại lên bình thường, nhưng mà
Đấy, đây là bạn cái này. Bạn cái này nhìn rất đẹp. Nói chung bên này thì ngày mai không không có gì dưới chế độ như con dê mà phải như con bò. Đấy, anh chị em nhìn đấy. Đối với cái bên này trại sẽ bán vaccine 3 mũi rồi. Cân nặng toàn 90 cân. Có thể là anh chị em bắt heo lên tới 10 cân rưỡi cũng có. Đấy. Thì đối với giá thì cái trại sẽ bán giá là 4 triệu nhé. Đực là 5 triệu cho hai bạn. Hai đực hai cái. Đầu mặt thì quá kinh khủng rồi. Đấy. Anh chị em nhìn bạn nào bạn ấy rất sắc chó, người dài như cái thuyền luôn. Bởi đây chăm tốt thì nếu mà để nó con chó béo thì nó phải rơi vào tầm 45 đến 48 kg. Còn nếu mà trung bình thì nếu mà để mà nói giữ mức form chuẩn thì đấy, bạn đực đực cô này đấy đầu thụ gớm á. Hai bạn đực mắt xếch giống y đúc bố. Đực đực thì lúc nào nó đầu nó to to cho cái bạn đây đầu kinh khủng này. À, mắt xanh y như bố nó. Đấy, như cái bạn này mà béo béo như Rottweiler thì chắc là phải mười mấy cân. Nhưng mà con Mali thì đa phần người ta chơi khung rồi. Vì nó nhanh tốc độ cho nên là cần phải khung gọng. Còn con Mali anh chị em cứ nhìn cao dài là ok, còn mức cân là một chuyện. Nhiều khi con chó béo quá mất form hết, cứ cao dài là thích rồi. Đấy. Nhìn bà nào bạn dai như cái thuyền. Tùy vào mức cân và vaccine chạy làm chạy sẽ bán giá như thế nhá anh chị em nhé. Còn đối với cái và các bạn này thì nay mai thì nuôi tốt thì 35 38 cân là chuyện bình thường. Khẳng định với anh chị em chó cái nó phẩm con chó đực. Nếu mà con chó cái 35 cân mà con đực mà 35 cân đứng chắc chắn là sẽ bé hơn nó. Vì chó cái xương nó nhỏ. Chó cái nó nhẹ 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 hơn chó đực. Đó. Nhìn dài như cái thuyền. Bạn này thì đầm người này. Đầu đầu mặt bầy này rất đẹp. Lông sát bóng hết. À, đối với nếu mà cái thể loại mà 7 cân, 8 cân thì giá lại khác, đấy là và vaccine 2 mũi thì giá lại khác, lại giá lại rẻ hơn. Còn đối với cái thể loại bầy trước mặt mà vaccine 3 mũi thì đương nhiên là giá nó lại sẽ nhôi lên. Đấy. Còn đối với ship thì chạy gửi chó toàn quốc để cho được nha anh chị em nhá. Và có giao dịch thì anh chị em vui lòng cọc giúp bên em một ít tiền tổng xe. Còn lại nhận chó thì anh chị em thanh toán nốt tiền xe cho bên em. Đây là các bạn ấy đang trong tình trạng lúc chó đói. Cho nên là bụng bạn nào bạn ấy cũng to vì đây là đang giờ chiều. Chạy lên video thì đa phần là sẽ không cho ăn vì nhiều khi cho ăn là các bạn ý ra các bạn ý nổ nổ thì đương nhiên là cái thức ăn nó sẽ ói quá. Và chơi đến đây tầm khoảng độ 5 giờ chiều chạy bắt đầu sẽ cho ăn tiếp. Đối với những cái bạn to to như này rồi thì đa phần là chạy cho ăn 2 bữa thôi, nếu mà có cho ăn nhẹ thì cho ăn thêm bữa tối một ít vì ăn xong là nghỉ ngơi chứ không phải là ăn xong là đủ. Nói chung bầy này là thích hợp để cho anh chị em chơi dòng chó to cao. Khẳng định với anh chị em là bầy này thì chắc chắn là sẽ to. Vì các bạn ấy ăn uống hấp thu rất tốt. Nhiều khi nhá, khung gọng bố mẹ mà to cao ăn uống mà không hấp thu được thì đương nhiên con chó lại sẽ to. Và nói thật với anh chị em là nhiều khi nó cũng là cái duyên, cái tay. Bữa trước bán cho cái anh trong Lâm Đồng anh bắt 2 con, tuy nhiên bố mẹ thì rất khủng, lúc bán cho anh ấy cũng có 15 cân thôi nhưng mà bây giờ về anh ấy cũng hợp cái tay. Đàn ấy thì em cũng không nghĩ là nó khủng như thế đâu, khủng khủng ngoại cỡ đó. Về anh ấy được cái tay anh chăn nuôi bây giờ nhìn con chó nó ngập đó, nhìn chân tay khả năng nó to hơn tay mình. Khấu đuôi nó to. À và nhiều khi anh nghe anh chị em cứ xem cái khấu đuôi ấy. Cái khấu đuôi nó không nói chuyện nên điều gì nha anh chị em nhé. Con chó nó đến tháng tự cái khấu đuôi nó sẽ phát ra và tự cái khung nó phát ra. Như cái bầy này nếu mà cái tầm cỡ 2 tháng ấy, thì lúc ấy con chó nó bụ lại không kéo sát như thế này đâu. Và cái khấu và kể cái đuôi đấy, cái đuôi
cái đuôi này, thấy đuôi này khả năng tầm khoảng độ một tháng hơn một tháng nữa là đuôi nó sẽ tự nó bung ra. Đó. Cho nên là nhiều anh chị em xem khâu đuôi để làm cái gì, mình bọn em đây nuôi bọn em nhìn vào bố mẹ là chính, chứ cái khâu đuôi với cái tai nó chẳng nói chuyện làm cái gì cả. Nếu mà anh chị em mà muốn mua cái hàng 3 triệu rưỡi hoặc 4 triệu thì cũng có, tuy nhiên là hàng ấy mức cân lại sẽ nhỏ 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 đi, không được to. Đấy, thì đương nhiên là anh chị em rẻ thì anh chị em lại phải về mất công anh chị em chăm sóc thêm, đúng không? Đấy, đấy anh chị em nhìn đấy, đầu mặt kia bạn cái trong kia đang nằm nha, bạn cái đấy, còn đây là bạn đực nằm đầu tiên, bạn cái đang đi kìa. Đấy. Còn bạn đực đen kia thì rõ nhất rồi. Đấy. Nhìn đầu mặt nó như thế này cơ mà anh chị. Đó. Thả ra chỉ nổ được một tí thôi là lại nằm. Đối với Mexico thì đa phần là sẽ to hơn EU và cũng đa phần là sẽ điềm đạm hơn, không lắm mồm như EU. Đấy là tính đa phần nha anh chị em nhé. Tỷ lệ nghịch và tỷ lệ bé vẫn có, nhưng mà tỷ lệ là nó sẽ xảy ra là sẽ ít hơn. Đó. Còn cái thể loại nắm mồm này EU này thì kinh khủng rồi. Đấy, anh chị em nhìn hai con EU nhá. Đấy. Bấy có hai được hai cái. Bốn con. Đây này em đây em thì riêng hai con đực, những cái loại ăn nắm là phải này tách riêng ra. Đấy. Để anh chị em xem qua xem kỹ cái đầu mặt. Anh chị em xem ưng bà nào thì có thể là chốt cọc nhá. Và bên em sẽ gửi xe, còn lại thì anh chị em thanh toán nốt tiền cước xe cho bên em. Đấy, nhìn chó rất trường luôn. Nhiều khi anh chị em bảo quay video nhưng mà tùy vào lúc ấy. Nhiều khi con chó nó ướt rồi, nhiều khi con chó nó ăn no, nó ỏng bụng, thành ra nó mất cái form đi, thành ra là em quay nhiều khi nó cũng xấu xấu đấy. Nhưng mà thực ra nhìn chất con chó thực tế mới biết là nó đẹp, nhìn vào mặt này rất sắc chó luôn. Rồi anh chị em xem kênh có nhu cầu chơi con giống hoặc có nhu cầu lấy giống cho cún nhà mình, vui lòng qua chạy em xem và giao lưu. Kết thúc video thì em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo với những bạn cún khác.